Bạn Nam tới chưa? Dạ rồi. Hey, chào anh xin ạ. Chào, xin chào. Mình chuẩn bị xong chưa ta? Dạ em xong rồi. Ok, tại bạn Nam sắp đến rồi đó. À vâng. Yeah, và còn một nhân vật nữa chúng ta sẽ gặp chàng trai ấy tại dưới sảnh nha. Ôi, dưới sảnh em luôn ạ. Cảm giác lúc này của bạn thấy như thế nào? Em thấy hồi hộp quá, ừ. Em không muốn ra khỏi thang máy luôn đi. Không muốn ra luôn đi. Rồi mà em, làm sao hết? Không, tâm đã phai rồi. Cũng như những cặp đôi vừa rồi thì ai cũng sẽ có những cái phút hồi hộp lúc đầu hết. Em cũng đừng lo nha. Vậy thì con gái đợi như đây. Từ đêm qua thì Phương Anh đã đi ra các cửa hàng quần áo để chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, phù hợp nhất với khung cảnh. Rồi mình chọn cách make up như thế nào, mình lên YouTube mình xem những cái cách make up để hẹn hò với bạn trai này. Vào sáng hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị kiểu tóc phù hợp với mình và mình tự make up nên là mình cũng không dám tự tin lắm. Xin chào các bạn khán giả ngày hôm nay. Người nữ, nhân vật nữ chúng ta là một cô bé rất đa tài. Và không biết rằng chàng trai của ngày hôm nay sẽ như thế nào đây. Nhưng mà theo Đăng nghĩ thì đây cũng là một chàng trai không phải dạng vừa đâu. Và mà em có mong muốn gì cho cái ngày hôm nay không? Em mong muốn hôm nay là một ngày vui vẻ nhất cuộc đời của em. Rồi nha, rồi chuẩn bị chàng trai chuẩn bị vào nha. Anh em ơi, chuẩn bị anh em ơi. Sao ngại quá, sao ta? Vô đi anh, vô đi anh. Anh à? Thế lớn tuổi hơn anh. Bịt mắt lại. Mắt rồi. Ta. Rồi em có thể mở mắt ra rồi đó. Thế á? Ok. Nhưng mà em không muốn mở. Rồi chàng trai đi ra ngoài lại đi ạ. Đã đến đâu? Đây đây, anh đây. Anh đây. Cái gì? Chào em. Thật anh đùa ấy. Anh ấy thật ấy. Chứ từ nãy em nghĩ anh là ai? Anh MC hả? Thì anh là MC thì đúng rồi. Nhưng mà anh là MC kim luôn nhân vật chính ngày hôm nay đó. Để xem là người đồng hành với em. Chào em, anh tên là Bimas. Thật hả? Thật. Vậy chứ. Yeah. Bị úp sọt quá à. Có giận anh không? Chứ anh không muốn em giận anh đâu. Không có gì giận hết á. Ok rồi, cảm thấy rất là vui và thú vị nha các bạn. Bimas rất thích những người mà con gái có chữ A, nhỏ nhắn xinh xắn. Mình nghĩ là đây là một anh MC theo đúng kịch bản của chương trình thì đây là em ông MC sẽ đến dắt mình ra gặp bạn trai và mình cũng hóng 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 xem bạn trai mình ở đâu thì mình lúc đấy mình chỉ nghĩ là đây chắc là một ông tơ để kết duyên giữa mình và bạn trai. Xong cuối cùng thì mãi về sau thì mình mới phát hiện ra là đó chính là bạn trai của mình. Vừa mới gặp Phương Anh thì giật có mình tại vì không nghĩ là Phương Anh lại cao như vậy. Và thật sự khi mà mình hồi sáng Phương Anh mang giày cao á thì mình nhìn giật mình luôn, mình ôi trời ơi sao mà mình thua Phương Anh cả khúc lận. Nhưng mà may hôm nay Phương Anh mặc giày thể thao cho nên là mình vẫn nhỉnh hơn Phương Anh được 1 cm. Anh sẽ tặng em một món quà và anh mong rằng chúng ta ngày hôm nay sẽ có một chuyến đi chơi với nhau thật là vui. Yeah, tặng em. Em tặng anh, rồi sau thì em sẽ giải thích sau. Trời ơi, tôi thấy là thấy nặng hơn rồi đó, thấy nặng hơn của tôi rồi đó các bạn. Thôi bây giờ mở ra trước đi, em có thể mở rồi đó. Ok. Ôi. Ôi, cái chấm nặng, như kiểu mình tiên tri được luôn ý. Theo mình nghĩ thì các bạn nam luôn luôn nghĩ là các bạn nữ sẽ rất là dễ thương như kiểu gấu bông hay là mỹ phẩm nữa là một cái vấn đề rất là thích của phụ nữ. Kem chống nắng, hiệu bao nắng. Đây, giờ tới phần của Bi. Oh wow. Nó là một quyển sách. Yeah. Em cũng đã đọc rồi. Không sao, không sao, không sao, không sao. Sách là phải truyền tay nhau em à. Đây nó tên là Quẳng Gánh Lo Đi Và Sống Vui. Đây, một cái slogan rất ok luôn. Cảm ơn em về quyển sách này. Khi mà ở trên xe thì chú mình có nói chuyện rất nhiều với nhau. Và mình cảm thấy là anh ấy cũng có một cái cuộc sống cũng khá giống mình. Kể cả về nghề nghiệp và cái tính cách thì cũng có một cái phần gì đấy. Nó cũng có điểm chung với mình, cũng có một cái số sở thích nó cũng giống nhau. Và anh ý là một người chắc chắn là cũng khá là bad boy nhưng mà bề ngoài mình lại khi mà tiếp xúc ý, thì mình lại cảm thấy rất là
nice, rất là tử tế và mình cảm thấy là rất là có cảm tình. Có một cái năng lượng trong người của Phương Anh nó truyền qua luôn cho Bi, và khi mà hai nguồn năng lượng này, bản thân Bi cũng là một người rất là nhiều năng lượng, mà hai người cùng nhau có nhiều cái năng lượng thì mình cảm thấy là hợp ấy, hợp và mình chắc chắn là mình sẽ có những cái hoạt động cùng với nhau vui ấy, nó sẽ không bị cái gượng gượng, cái ngỡ ngỡ của hai người mới gặp nhau. Chúng ta đã đến nơi ghi lại những kỷ niệm rồi. Đây bây giờ để đi qua bên kia tí, anh sẽ đọc tiếp những cái chặng hành trình tiếp theo nha. Nhiệm vụ 1 tại địa điểm đây là khu du lịch Tre Việt, và chúng ta hãy tìm đến trò chơi sông nước, cùng nhau chèo thuyền, chụp hình đôi. Yêu cầu là thân mật như yêu nhau, có thể các kiểu hài hước. Yes. Hiểu ý quá. Nhiều quá. Vậy nó mới không nắng. Đúng rồi, phải dày lên em ơi. Anh không muốn em đi với anh mà giờ đen đâu. Đúng rồi. Trời. Xếp cái cỏ lại kìa. Chẳng. Em ngứa lên, ngứa lên. Rồi bây giờ chúng ta lên đường. Ui. Có vẻ đi hơi xa nha. Từ từ bình tĩnh. Từ từ nha. Từ từ nha. Rồi. Em hiểu đi sao anh kia. Ôi, có khi nào mà không nhở? Không sao. Cảm thấy sao? Em hay cảm. Có con gì đâu? Kia nó là mơ gì? Có là con gì đấy? Hai người mình yêu nhau, mình lên trên đây mình đứng mình nhận nắng thì còn ngó gì nữa. Ủa hôm nay xài thơm nước khoai gì mà thơm thế nhỉ? Em á? Ừ. Có à? Có. Bán hết mùi rồi. Có. Anh thính lắm, tại thích cái đó lắm. Thích cái gì mà? Thích unisex. Ờ, thế à? Ừ. Đó là gỗ. Em thích gỗ cực. Ừ. Ui. Trong cái lúc mà lên trên thuyền á thì đối với Phương Anh thì Bi Mắt cũng không cần gọi là quá khó khăn để bắt chuyện, tại vì Phương Anh rất là dễ thương, rất là hòa đồng với mình. Dẫn câu chuyện nào thì Phương Anh luôn gọi là theo cái câu chuyện đó cùng với mình, và kiếm theo kiểu như hai bên cùng nhau tích góp những cái câu chuyện thật sự nó thú vị hơn. Khi mà bắt đầu thử thách chèo thuyền thì mình cảm thấy là cả hai đã rất là tâm đầu hợp ý với nhau, và anh ấy và mình cũng chèo được một khoảng thuyền rất là xa, và có anh ấy còn biết rất là nhiều cái trò chơi nữa, và anh ấy còn quay cho mình một cái vòng thúng chóng cả mặt luôn, và mình cảm thấy là ôi hơi chóng mặt, nhưng mà anh nghĩ là ơ sao anh khỏe thế ạ. Ngày hôm nay được những cái trải nghiệm cùng Phương Anh thì đến tận bây giờ thì không biết sao lát nữa sẽ như thế nào, nhưng mà đến bây giờ thì cảm thấy rất là vui, một cái cảm giác hoàn toàn khác. Tại vì có thể là mình mặc định mình mong muốn mình sẽ được gặp một cô gái như thế này thế này thế này, nhưng mà thật sự khi mà mình gặp Phương Anh thì Phương Anh lại là một cô gái biết cách để lại ấn tượng cho Bi, và Bi cũng cảm thấy rất là vui khi mà được đi chơi với Phương Anh trong ngày hôm nay. Chèo thuyền chụp ảnh đôi có rồi nha. Ừ. Đang quay bạn ơi, bạn trai trước là bao lâu? Nửa năm á. Ừ. Bạn người bạn Hà Nội đúng không em? Ừ. Thế bình thường quen bạn trai là bà bố mẹ có biết không? Có chứ. Anh quen anh cũng là bố mẹ mà. Ồ, thế quá tốt. Nếu mà quen mà lâu trên một năm ai anh cũng dẫn về nhà hết. Thường anh dẫn về lâu trời ơi, mấy dì dẫn đi ăn, đi uống, đi chơi, nọ lúc nào cũng thủi mấy dì cháu thôi, không mà còn con trai ở nhà. Nhiều khi anh cũng ở nhà luôn. Chỉ để mấy dì đi dẫn đi chơi, để mấy dì tự tiếp xúc thôi. Mà dẫn về xong cái sau này có việc chia tay xong mấy dì khóc, mấy dì kiểu. Mấy dì khóc luôn. À khóc mà kiểu,
buồn á. Kiểu nó sao vậy, bé nó vậy mà mày tại sao lại mày đúng không? Không có là con đâu, tại con hết duyên rồi. Cái duyên gì chứ, đi vào nơi nọ, vui lắm. Tại sau này mấy bạn nó cũng lâu lâu hay hỏi thăm cái gì á. Nhanh, agreement bao nhiêu bạn, khoảng bao nhiêu bạn? Ba đúng không? Ba. À nhớ bao nhiêu luôn? Thì cứ hai năm, hai năm, hai năm. Thôi. Yeah. Em chưa thử tự nghe là tình yêu hai năm. Hai năm thì nó sẽ có những cái cảm xúc, nó sẽ có những cái cảm xúc, ví dụ như là nó chuyển đổi, ví dụ như một năm thì nó còn rất là kháng khích, nó nặng mà, thì qua năm thứ sau thì nó vẫn nặng mà nhưng nó sẽ chuyển ra một cái khác, mình sẽ có phải hy sinh nhiều hơn cho nhau. Kiểu như là chồng ấy nhỉ? Gần đến vậy thôi, vợ chồng thì nghĩ không phải lâu hơn nữa. Chứ nhiều người mới ở hai năm với nhau thôi là. Một người thôi. Anh thật sự là rất là ngưỡng mộ những người mà họ quen nhau một lần xong cái cưới luôn. Khó. Giỏi thế. Giỏi thật.